Thưa quý vị, theo kế hoạch, trong năm 2024, dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang, phải thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công xong phần nền đường và công trình thoát nước với giá trị hoàn thành khoảng 40% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án còn vướng mắc, chưa thể giải phóng. Đến nay, tổng giá trị thực hiện đến ngày 9 tháng 8 đạt hơn 11% giá trị hợp đồng. Huyện Yên Sơn và huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang là hai địa phương còn nhiều điểm nghẽn. Khó khăn vướng mắc nhất trong công tác giải phóng mặt bằng là tình trạng người dân xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, không đúng mục đích sử dụng đất. Bồi thường tài sản cho gia đình vợ chồng tôi cho nó xứng đáng, cho hợp lý, thì ra vợ chồng nhà chúng tôi đồng ý, nghe, đến chỗ ở mới. Nhưng mà phải cắm cho chúng tôi ở đất mặt bằng ở tại Đồng Thắng. Xã cũng đã cử cho toàn thể các đồng chí là cán bộ đảng viên, đặc biệt là các đồng chí trong cấp ủy, chi bộ của cái thôn mà có được các mặt bằng, thường xuyên gặp gỡ trao đổi đối với lại các hộ dân để người dân nắm rõ được cái quyền và lợi ích trong cái việc công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng sớm nhất. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đến ngày 9 tháng 8 đã bàn giao mặt bằng thi công được 55 trên 69,7 km, đạt 78,9% tiến độ. Tuy nhiên, do thời tiết từ tháng 6 năm 2024 đến nay, mưa kéo dài nhiều ngày cùng với một số hộ dân chưa di rời, nên việc thi công nền đường còn gặp nhiều khó khăn. Biện pháp thi công cũng bị ngắt quãng ở một số vị trí. Đấy, do là vướng mắc các cái hộ dân là chưa có tái định cư, nên là người ta buộc phải đã nhận tiền đền bù nhưng mà chưa có tái định cư, nên là họ vẫn chưa đi và di rời được. Tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang là dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh khu vực miền núi phía Bắc và của hai tỉnh Tuyên Quang-Hà Giang. Dự án hoàn thành sẽ góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh biên giới, phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhằm chủ động triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Mới đây tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với các bên liên quan tổ chức tọa đàm về phát huy vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn. 70 sinh viên này vừa hoàn thành khóa đào tạo thiết kế vật lý vi mạch VLSI cơ bản do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam phối hợp với tập đoàn FPT tổ chức trên Semi từ Silicon Valley và tập đoàn thiết kế chip Cadence phối hợp tổ chức. Khóa học chỉ kéo dài 3 tháng, nhưng những kiến thức thực tế phù hợp với nhu cầu tại doanh nghiệp được cung cấp trong khóa học đã giúp nhiều người trong số họ tìm được cơ hội tại các doanh nghiệp ngành bán dẫn, đồng thời minh chứng cho hợp tác ba bên trong việc chuẩn bị nhân lực cho ngành bán dẫn. Khóa học này là như em vừa nói là đã cung cấp cho em rất là nhiều kiến thức nền tảng về các cái vấn đề điện tử và các cái vấn đề lý thuyết trong thiết kế vi mạch. Từ đấy mà có thể tạo nên cái sự đánh giá cao hơn của nhà tuyển dụng dành cho em ạ. Theo các chuyên gia, yếu tố then chốt trong phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn là sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa ba bên, giúp tăng cường hợp tác giữa nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp nhằm phát triển hệ sinh thái cho ngành công nghiệp bán dẫn. Mỗi người trong số các sinh viên, giảng viên đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp liên quan thì hãy nắm lấy cơ hội này với cái niềm đam mê và quyết tâm cao. Và chúng ta cùng chung tay tạo dựng một môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, nơi mà những ý tưởng táo bạo được nuôi dưỡng và hiện thực hóa. Theo Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, với mỗi mô hình đào tạo kết hợp giữa ba nhà, nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp như thế này, có thể đào tạo được khoảng 540 kỹ sư thiết kế vi mạch mỗi năm. Như vậy, nếu nhân rộng mô hình này, đến năm 2030, có thể đào tạo được ít nhất là 25.000 kỹ sư thiết kế vi mạch. Tuy nhiên, để Việt Nam không lỡ thời cơ, các thành viên hệ sinh thái mong đợi đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 sớm được thông qua, đưa vào triển khai, tạo cơ sở cho thúc đẩy đào tạo nhân lực ngành bán dẫn. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường vừa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo luật điện lực sửa đổi với sự tham dự của đại diện các đơn vị liên quan, các chuyên gia, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ luật này. Dự thảo luật điện lực sửa đổi bao gồm 9 chương với 119 điều. Dự thảo bám sát 6 chính sách đã được Chính phủ trình Quốc hội.
trong đó có hoạt động mua bán điện theo hướng thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường. Các chuyên gia doanh nghiệp nhận định bản sửa đổi lần thứ 5 đã có nhiều thay đổi so với bản đầu tiên, tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến về việc quy hoạch năng lượng quốc gia, quy hoạch năng lượng tỉnh, các vấn đề về quy định đấu nối, hệ thống truyền tải, cũng như thảo luận về việc đồng bộ thống nhất các quy định tại dự thảo với các quy định nói chung để bảo đảm tính khả thi. Dự kiến luật điện lực sửa đổi sẽ trình Quốc hội thảo luận và thông qua ngay tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 năm 2024.